Chào các bạn, hôm nay là tiếp tục là vẫn là ngày 15 các bạn, ngày ghi điện nha. Do là thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cái chỉ thị 16 bạn, cho nên là không có được ra đường nha. Nhân viên ghi điện cũng không có ghi được. Ở chỗ mình là họ chưa có ghi online thì ghi từ xa đấy các bạn, cho nên là vẫn nhưng mấy chú ghi điện vẫn ghi hàng tháng nha, vẫn tới đồng hồ ghi. Thì ngày hôm nay vẫn là bắt đầu tháng thứ hai. Tháng trước mình đã quay cho các bạn rồi, để coi tháng này tiếp tục là bao nhiêu nha. Bây giờ mình sẽ đi quay cái đồng hồ điện để gửi cho nhân viên điện lực nha các bạn, để họ tính tiền nha các bạn. Còn nếu không là điện mặt trời họ tính bằng không nha, còn tiền điện họ vẫn tính như tháng trước, mà cái điện mặt trời họ sẽ tính là bằng không và cộng dồn cho tháng sau nha. Và tháng sau chưa biết là có được hết giãn cách hay không, cho nên là mình cứ gửi cho họ đi, để họ để có cái tiền thu nhập vào mặt trời hàng tháng để sinh hoạt những nhu cầu gia đình các bạn. Tại vì chỉ thị 16 không có làm được cái gì á, cho nên là thu nhập của mình bây giờ hiện tại là chỉ còn có điện mặt trời thôi. May là lúc trước trồng được cái vàng rau thủy canh này, cho nên là giãn cách cũng có rau ăn nha các bạn. Trước khi đi quay đồng hồ thì mình quay sơ các bạn vàng rau của mình nha. Hôm qua mới thu hoạch mấy rọ đó các bạn, cho nên là có mấy cái lỗ trống này. Cải nè, mình trồng đa số là cải này. Đây mình trồng thử cây súp lơ xanh này, cũng có hoa các bạn, chuẩn bị ăn được rồi. Vàng bên này nữa, mấy cái lỗ này hôm qua mình thu hoạch nè, cũng có một ít rau ăn trong giãn cách nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi quay mấy cái đồng hồ điện cho các bạn xem coi tháng này thu nhập của mình là bao nhiêu nha. Đầu tiên là đồng hồ điện nhà mình nha các bạn. Ok, cái đồng hồ này mình cũng không biết đọc nữa, cho nên mình quay nha các bạn. Quay xong đó mình sẽ gửi cho bên điện lực nha. Ok, bên này nhà mình đã ghi xong các bạn. Bây giờ mình qua hai cái đồng hồ tiếp theo nha. Đây. Cái đồng hồ này không có điện mặt trời nha. Cái đồng hồ này. Ok, bây giờ qua cái quán cà phê và một hệ nhà trọ mới là nhà xong nha các bạn. Sau đó mình sẽ gửi cho bên điện lực xem như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ gửi kết quả cho các bạn xem nha. Và tháng này được bao nhiêu tiền. Rồi, bây giờ tiếp tục đi qua quán cà phê nha các bạn. Thầy quán cà phê mình đóng cửa mấy tháng nay rồi các bạn. Giãn cách, mưa gió, mấy cái đèn nó rớt xuống hết luôn này. Không có dịp tu sửa này, cũng không có người làm luôn các bạn. Ống cửa dịch nè. Mình mới mở phun sương tưới cây xong. Bây giờ đi ra, giờ ra ghi quay số điện để gửi cho điện lực nè các bạn, để coi tháng này được bao nhiêu nha. Quán cà phê của mình không hoạt động các bạn, cho nên là tiền điện thu nhập cũng khá là được nha. Trừ đi bên nhà trọ với cái biệt thự này xài nữa thì một tháng cũng còn được triệu mấy các bạn. Ok, xong quán cà phê mình đã xong các bạn. Bây giờ mình sẽ qua phía nhà trọ nha. Đây là chỗ mình lắp 40 kW nè. Cái nằm sau lưng nhà mình nữa các bạn.
sẵn mình ghi số điện luôn cho hai cái dãy nhà trọ bên này, dùm gì của mình luôn nha. Đây một căn bên này, chứ nữa mình quay lại mình ghi sau nhé. Là một căn cái hộ bên này. Đây pin mình lắp trên này các bạn. Đồng hồ này. À, cuối cùng đây là cái đồng hồ nhà mình nè. Ok, mình mới ghi điện xong hết tất cả các bạn. Còn một cái hạ 40kW ở nhà kho bên kia, mình nhờ mấy anh ở bên kho quay clip lại rồi mình gửi cho điện lực sau nha các bạn. Tại vì giãn cách thì mình không có được đi đâu hết á, mình ở nhà nha. Đây cái dạng 40kg ở đây nè, đó nãy mình đã quay cho các bạn xem rồi. Sẵn có một số bạn hỏi mình là từ lúc lắp pin tới giờ thì cái dạng pin đầu tiên của mình như thế nào, thì sẵn mình lên đây quay cho các bạn xem luôn. Mình quay sơ lại các bạn dàn pin 40kg của mình nha các bạn. Đây là khoảng 90 tấm 450W. Đó, mình lắp trên mái nhà trọ nè. Còn mấy cái mái này cũng là nhà trọ luôn. Hồi nãy mình có ghi điện cho các bạn xem rồi đó, hai cái dãy nè. Do mình không thương lượng được cái mái bên này cho mình không làm nha các bạn. Mình làm mái bên kia trước. Sẵn đây dàn pin đầu tiên của mình nè. Đây đầu mang pin đầu tiên thì cái dàn khung nữa các bạn, nó cũng đã xét trơn nè nhưng mà vẫn còn nằm yên được trên nóc nhà các bạn. Hai tấm mấy tấm pin kia mình để ở dưới, không bắt ốc gì hết nha. Mình sẵn test một số thứ thôi. Dây nhỏ thì mấy lần trước mình đã quay rồi, nó cũng lằng nhằng mà bây giờ nó cũng y chang vậy nha các bạn, không thay đổi gì hết. Đây một nhìn ở đây thì mấy nếu các bạn xem mấy cái video của mình thì các bạn có sẽ thấy được cái pin của mình lắp hai hướng nha các bạn, một cái hướng nam một cái hướng bắc, để sẵn những cái lần trước của mình test cho các bạn xem là hướng nam với hướng bắc sản lượng như thế nào nha các bạn. Đây thì hướng nam nè lên khung đó, còn hướng bắc thì áp máy xuống dưới. Sẵn đây mình kiểm tra thử cái kẹp thoát nước mà chế bằng cái giấy nữa các bạn, có như thế nào nha. Đây pin khá là sạch nha các bạn, nói chung là hai cái nó cũng tương đồng nhau à. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn chế cái này thì các bạn không có lắp được tấm pin khích lại nhau. Đó. Còn cái này thì các bạn có thể lắp một cái tấm pin khích lại được nha. Ok. Sau khi gắn mấy cái kẹp thoát nước thì mình đánh giá là khá là ổn nha các bạn. Cái mấy cái cặn nó không còn nữa. Pin khá là sạch. Đây. Đó, pin mặc dù nằm sát dưới đất luôn này. Độ nghiêng chừng 5 độ thôi mà mấy cái bụi nó không còn nữa các bạn. Khá ổn nha. Hệ thống của mình dàn này là dàn đầu tiên, vẫn chạy ổn định nha các bạn, vẫn kiếm tiền đều đều hàng tháng cỡ 1 triệu các bạn, cỡ 700 tới 1,1 triệu đổ lại cũng khoảng đó. Hàng này là 6kW thì mình đã xài dư nha, tức là dư rồi, xài trong nhà dư rồi, một tháng cũng kiếm được 1 triệu mấy. Rồi tiếp theo mình sẵn luôn quay cho các bạn cái hệ 6kg bên này. Nhà của bên này thì, lúc trước mình lắp thì phản đối nha các bạn, sau này cái thấy mình xài ok bán được điện lực thì cũng đầu tư thêm nè. Này pin cũng khá là sạch luôn, pin loại này là 12 bit 3 các bạn, 12 bit 3 đời đầu luôn. Khi mà công nghệ bit 3 vừa có thì mình đã đặt mua cho bên này. Đây 12 bit 3 này, pin khá sạch luôn các bạn. Nhà bên này một tháng cũng 700-800 nha các bạn, tiền điện xài thì cỡ 2 triệu mấy. Nói chung là xung quanh từ lúc mình lắp cái dàn này thì xung quanh nhà mình toàn là pin không các bạn. Đó, quán cà phê nè,
cái dàn này là của quán cà phê nè. Thì mình qua quay cho các bạn xem. Đây mình cũng đầu tư lắp cho trên mái nhà trọ nè. Dàn pin bên này là khoảng 6 kg, bên kia cũng 6 kg nha. Dàn này là của quán cà phê. Giờ bên này là của mình 40 kg, dạo này cũng của mình luôn. Ok, nãy giờ mình quay cho các bạn dàn pin năng lượng mặt trời của mình sở hữu nha các bạn. Thì do mùa dịch các bạn cho nên là không có làm được cái gì hết, mọi thứ đều cái thu nhập và sinh hoạt tiền nhất những thu nhập hay là chi phí sinh hoạt của mình đều nhờ cái năng lượng mặt trời, nhờ những tấm pin này hết nha các bạn. Thì tháng trước là mình thu nhập được cỡ 18 triệu, tháng này mình không biết là bao nhiêu, để mình gửi những cái thông số, những cái chỉ số nãy cho dân đi điện lực, rồi nhờ chú gửi lại cho mình cái bill, mình tổng kết lại cho bạn xem cái tháng này mình thu nhập được bao nhiêu nha. Các bạn nào mà giống mình, chỉ cái mùa Covid này chỉ nhờ thu nhập từ điện mặt trời để sinh hoạt, các bạn comment phía dưới nha, để và thu nhập được bao nhiêu thì các bạn comment phía dưới nha, để chia sẻ cho anh em biết luôn. Ok, giờ mình đi xuống đây, nắng quá. Ok, cuối cùng mình cũng đã nhận được thông báo tiền điện các bạn. Nhưng lần này thì EVN không, cái chú ghi điện không có gửi bằng cái tờ giấy báo nữa các bạn, mà chú kêu là lên app của điện lực xem nha các bạn. Đây, app của điện lực nè. Thì xem qua những cái chỉ số đầu, chỉ số cuối như thế này. Mình có chụp màn hình lại nha, gửi qua điện thoại của mình, mà điện thoại mình đang quay phim rồi. Đây, ở đây các bạn có thể xem là điện mặt trời nè. Đó, đây là 767 nè. Còn cái 40 kg của mình là 8 triệu rưỡi nè. Còn cái điện mặt trời cũng 40 kg luôn, nhưng mà cái này tới 13 triệu là tại vì là tháng trước mình có làm clip là mình đi quay cái công tơ các bạn, nhưng mà nó bị trễ rồi, mình báo trễ cho nên là điện lực họ không có cập nhật kịp các bạn, cho nên là họ tính luôn 2 tháng, tức là tháng vừa rồi với tháng này là 13.682.000 các bạn. Thì mình sẽ lấy số này mình chia đôi ra nha. Ok, trước tiên mình sẽ tính ở quán cà phê cho các bạn chưa xem trước nha, tại vì quán cà phê là báo qua số điện thoại khác cho nên là mình không có số, có được thông tin. Thì cái này cứ lấy cái chỉ số đầu trừ chỉ số cuối là ra rồi nhân lên cho tỷ giá nha các bạn. Thì là như thế là 6980 nè, trừ cho 6200, 6980 trừ cho 6200 bằng 780, mình sẽ nhân cho 1938 là số tiền điện 1 kW mà điện lực mua các bạn. Thì đó là 1.511.000 nha. Cái bút này hết mực rồi. Đây, 1.511.000. Rồi, tiếp theo. Tin nhắn mà điện lực báo này mình có chụp qua điện thoại rồi, chụp hình qua gửi qua đây nha, tại vì điện thoại mình bắt quay phim cho các bạn xem rồi. Thì ở đây điện mặt trời là mình sẽ cộng tiếp cho 765.000 nha các bạn. Tiếp theo, một hệ nữa, hệ này là 40 kg nữa các bạn, là 8.577.000. Rồi cuối cùng là hệ này các bạn, là 40 kW nha. Ở đây số tiền là 13.680.000, là do tháng trước mình có quay clip mà gửi cho điện lực nhưng mà trễ không có kịp các bạn. Điện lực đã cập nhật chỉ số mục tiêu rồi cho nên là tháng này sẽ được cộng dồn nha các bạn. Thì mình sẽ lấy cái số này mình chia cho 2 ra nha, mình chia trung bình, mình cứ chia cho 2 ra đi. Là 13.682.000 mình chia cho 2 nha. 13.682 mình chia cho 2.
là khoảng 6.841.000 các bạn. Cái hệ bên này cũng 40 kg luôn, nó thấp nhưng là chẳng qua là bên bên kho mình có người ở gác canh nha các bạn. Mùa dịch cho nên là mấy anh em công nhân ở đó đông cho nên là cái số tiền điện nó sẽ thấp hơn nè. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng mấy cái số này lại coi tháng này mình thu nhập được khoảng bao nhiêu tiền điện nha các bạn. 1511 cộng cho 7 65 cộng cho 8577 cộng cho 6841 bằng 17.694.000 các bạn. Rồi, là tháng này nha. Tiền điện mặt trời bán của mình là được 17.694.000 các bạn. Thấp hơn tháng trước là khoảng 500.000. Tháng trước mình tính là khoảng 18 triệu là chẳng qua là mình tính là phòng phòng hờ đấy các bạn. Rồi, tháng này cũng mười mấy triệu nha. Cũng may được một ít sống tiếp giãn cách một tháng đấy các bạn. Tại hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh có chỉ thị mới là giãn cách thêm một tháng các bạn, tới ngày 15 tháng 9 năm 2021 mới hết được. Cho nên là tiếp tục mình sẽ sống nhờ bằng tiền điện mặt trời các bạn. Các bạn nào mà có tình trạng nào giống như mình, các bạn có thể comment phía dưới để chia sẻ cho anh em nhé các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.